trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng cô rước rao sẽ thăng phàng lại vậy nửa này đi tang bồ tát. Đấy đi để nào đi còn nữa rồi vậy để cho ai tôi chỉ có dắt người dắt cái miếng ngon đó cái miếng ngon thiệt á tôi đây cháu đang uống y bài luôn á. Ủa hả hai đôi đi chị ơi cúng chú làm như này là chú làm mo làm thật đó để ông gọi là cúng chai miếng luôn á thấy hai đôi hai đôi ba đôi sạch đó. Giờ tôi quay đường cho ta ăn mặn. Hai đứa đi vô rồi. Chúng ta đang quay hồ. Đi. Bữa nay sao không trời xuống. Lại lại sẽ theo chú chạy ơi. Đây hai đứa mới nữa. Rồi khiêng lên. Rồi. Bây giờ bữa nay chú hưởng 5 màn sáng giờ rồi. 5 màn rồi đó, bằng thứ 5 rồi đó. Chú cày rồi đó. Chú cày đó. Rồi, khiêng lên. Cày rồi. Chú cày rồi. Chú cày rồi. Chú cày rồi. Chú cày rồi. Còn chứ. Còn lá bình hoa như này kìa. Không lên, không lên. Lấy đôi khác đi. Né đồ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa cái chân nó dính vậy luôn á hả? Dạ. Cái chân phải dính chứ, không dính rồi đi chị. Không có bàn chị. Lấy đèn ấy đi. Đừng ly đi, đừng ly đi. Mới con luôn. Lấy đèn ly đi Ngọc. Có bên này. Quá trời thấy ôm hung không kịp trả lời luôn rồi. Chị đứng đó nửa tiếng hồ là tôi kịp chị đẹp. Thôi rồi mới la đi vô liền đó. Này đây đỡ nắng ha. Nó cũng dịu dịu. Mình ăn cơm chưa? Thấy giờ cũng 5 mâm rồi đó. 5 mâm. À, hôm nay nó mâm 5 mâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cậu nó muốn giảm cân không được với mấy đứa này. Này nó quay thấy mặt gì không lòng rồi. Này nó thấy cái lưng không gì đó. Nào, nhà chị đâu không thấy chị luôn. Nào đẹp quá giờ mà mai quay. Nào đẹp quá chừng. Ta quay là chị đâu không cho. Cứ quay rồi ngon không. Nào. Kéo ra ngoài. Vô mát ngồi đi. Đây. Lấy ghế. Hãy kè vô mát ngồi đi. Lấy ghế. Lấy ghế ra ngồi chơi. Ghế. Lấy ghế không? Lấy ghế, lấy mấy ghế. Ngọc ơi, lấy mấy ghế cho bằng lập quy bằng sao chị? Ở dưới đây lập quy bằng là lập quy bằng sao? Nhưng mà lập quy bằng đây là kem ca bà ca ca. Hát ca ca. Đọc sáng chiều trưa mới nghỉ. Mà mình quay nhờ đó là chị không. Nghe, nghe muốn lòng não luôn không chị? Mình đi tổng cộng là 4 hành viên, 5 hành viên hả chị? 6 hành viên. 4 bao kem. 6 hành viên. Kem, em chở em buôn lên. Buôn á. Mấy anh chị bữa phân bì trên kia hôn dữ luôn nhiều vì ai hôn hôn đi chứ. Chị ngồi đây im re ra nè, ai hôn hôn đi. Qua sẽ chụp hình xin chụp đây. Qua méo mặt luôn. Buôn rồi, buôn, buôn đâu cơ? Chị nói hả? Là chị ra lúc vào có rằng theo hồ về mười là tương gặp bơ thắm nhân bằng đừng thế tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại này. Nếu ở nơi phần đấng của mình cứ trụ mà có thể làm ra chờ cũng dường ngài địa bàn như thế thôi được như lời in như vậy. Giờ tí hay gì hả chị? Vì kiếm lao địa thăng lại bắn với đứa quang rằng bắn đứng thế tôn trong đời sau này như con người Việt Nam kế tiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của đức địa tàng bồ tát. Mấy anh chị ăn cơm đi. Người đó lại có thể
bữa nay gần chị cho nên cũng nhiều, chứ còn bữa là mấy anh em phải thay phiên nhau cúng. Ví dụ như bữa nay anh em đi cúng thì một con người khác cúng, miễn sao mà có cúng như chúng. Trong đời xa như có kẻ thiện nam người thiện nữ là cùng dường địa bàn Bồ Tát cùng tâm tâm cầu nguyện cho chú cũng độ chị có thể tu hành theo mong việc mà trong sinh. Nói chung là bữa nào tụi em cũng cầu nguyện chứ. Chúc con xe đó mình quẩy tay chào cái nha. Còn em nói gì là tôi hiểu rồi đó. Còn em là khán giả mà tới lại hỏi em cô thứ mấy à? Ẩm thì ở đây là ai mà đến là anh hỏi nè. Cô thứ mấy gì cô? Cô thứ mấy gì chú? Cái kèn lần vừa nữa, cái bôn chứ. Ủa cái bôn đâu vậy chị? Lâu rồi à. Lâu rồi hả? Lâu rồi lâu nha chị. Đó chị Lan đang ngồi, nắng. Nói vậy thôi. Ken ơi, Ken, hát cho ngoại nghe đi Ken. Hai đứa đứng bên đó đi là sao hồi chị qua. Chị đó ơi. Thẳng nhìn kia thật lẹ lắm. Rồi ok. Chưa. Ok sao ngồi quá đẹp luôn. Chị đứng bên đi. Hai tên chia đi qua đi với cái Thảo. Chập cho tụi uống đứng bên. Rồi đi vô. Ôi đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm. Ok. Ok. Hai đứa chụp hai bên đi. Thảo chụp hai đứa hai bên đi. Chụp hai đứa đó không á. Chụp tấm nữa với ngoại. Xúc về rồi. Kìa tên đang đứng rồi tạo kiểu rồi cả Thảo. Nhìn tên nó chờ thấy cưng. Hai thằng cười lên. Ken cười lên, tên cười lên. Hai thằng không ông ngoại đi. Hai vậy tôi tắm ở trước đi. Anh là tên hả? Rồi em. Em là tên hả? Chị tên. Ca là Ken. Rồi hôm nay hai đứa quay vô hôn với ông nội ông ngoại thôi. Rồi, nắng rồi nhỏ. Rồi.
hôm nay ta tay cùng trời trao lời nguyện bài ngợi. Trời ơi cô đây mà kia cô nghe là của sở đáng không? Ông khóc quá chảy nước mắt kìa đó, đó. Ngoại khóc đó Ken ơi. Phải đâu ngoại ông khóc đó. Thế con không tin hỏi ngoại đi. Ngoại thấy con chảy nước mắt á. Không nhớ tên luôn. Con của ba Lung gì kỳ vậy? Hết chưa? Ngoài hết khóc rồi đó. Không, cái này không có đâu.